Vừa về một lô loa HBMB 455 hàng bãi của Trung Quốc. 455, 450 rồi 350 thì đều là bãi Trung Quốc rồi. Dòng này bãi 25. Bọn này thì ưu điểm của nó là thiết kế rất là đẹp, sang trọng và trung âm của nó rất là tốt. Bát nhiếc là khỏe. Ê căng là thiết kế là các cái mảnh nhựa làm song song, nhìn kiểu dáng rất là hiện đại. Đấy. Anh em lưu ý là hàng bãi Trung Quốc nhé, chứ không phải là hàng mới. Hàng bãi xịn luôn, là hàng công ty, hàng chính hãng, mà khác với hàng fake. Thị trường bây giờ dòng này cũng rất là nhiều hàng fake. Đây, anh em nhìn đằng sau của cái hàng bãi nó sẽ như thế này. Left right này. Nó ghi luôn hẳn là made in China luôn nhá. 450W 8 ohm. Và có lẽ là 207. Chứ không phải hàng mới thì rẻ. Hàng mới giờ nó là hàng fake nhiều. Đây là hàng bãi xịn luôn, tiếng nó oánh chặt tiếng hơn. Và hát cho máy rất là sướng. Bày đẹp hát thế này. BMB 455 nha anh em nhé, BMB 455. Anh em nhu cầu thì gọi điện hỏi BMB 455, loa chuyên hát. Các cái mảnh nhựa này rất là dày dặn, nó có độ đàn hồi tốt.